Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin từ các sao Hàn. Hãy cùng với mình đến với thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Mới đây, người hâm mộ đồng loạt truyền tay nhau loạt ảnh hé lộ số lượng các thành viên trong nhóm nhạc nữ mới của YG hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Theo như tiết lộ, nhóm nhạc này cũng sẽ bao gồm 4 thành viên giống hệt với đàn chị Blackpink. Cách đây không lâu, trong kế hoạch năm của YG nói rằng sẽ cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới. Công ty này có ý định sẽ cho ra mắt 3 nhóm nhạc nữ trực thuộc YG, The Black Label, công ty con của YG, và nhóm nhạc nữ debut tại Trung Quốc. Về 2 nhóm nhạc Hàn Quốc vẫn chưa có thông tin chi tiết nào, nhưng nhóm nhạc tại xứ Trung đã có nhiều tin đồn debut với đội hình 4 người. Rất nhiều fan cứng của YG đã chuyển nhau, thông tin được cho là nhóm nhạc nữ mới của YG tại Trung Quốc sẽ ra mắt vào năm 2021 dưới trướng Shining Entertainment. Đây là công ty con của YG tại Bắc Kinh với 100% vốn đầu tư thuộc về công ty này. Rất nhanh chóng sau đó, netizen đã truy vết thông tin của 4 cô gái này, bao gồm Ngụy Thần hay còn gọi là Vicky, Vương Tư Dư hay còn gọi là Jane, Bella và Bertheel. Nhóm nhạc nữ này đều là người Trung và sẽ ra mắt tại quốc gia này. Đây được xem là lợi thế sân nhà của YG muốn phát triển. Trong 4 thành viên này, có Ngụy Thần và Vương Tư Dư đã quá quen mặt với người hâm mộ bởi vì hai cô nàng này đã đi thi chương trình Thanh Xuân Có Bạn Hai do Lisa làm cố vấn trong thời gian vừa qua. Vương Tư Dư không may mắn bị loại sớm, nhưng Ngụy Thần tạo được nhiều dấu ấn trong chương trình. Đây sẽ là một bước đệm để cô debut cực tốt. Ngay sau khi có thông tin về 4 cô gái này sẽ góp mặt trong nhóm nhạc nữ mới của YG, nhiều netizen đã nhanh chóng đặt lên bàn cân với đàn chị Blackpink. Nhiều người cho rằng YG đang đi theo lối mòn phát triển của nhóm nhạc trước như là 21 và Blackpink đều có đội hình 4 thành viên và phát triển sự nghiệp của họ trong thị trường âm nhạc là một thành công ngoài mong đợi. Nhất là Blackpink, khi mà giờ đây các cô nàng đã thành nhóm nhạc chủ lực của YG tại thời điểm hiện tại về tất cả các mảng như album, nhạc số, tour, thời trang và sức ảnh hưởng đến cả cổ phiếu của công ty. Hiện tại, phía YG chưa công bố chính thức về số lượng thành viên chính thức trong nhóm nhạc nữ mới này. Có thể vì lý do này mà YG muốn xây dựng nên một nhóm nhạc giống như Blackpink thứ hai và hoạt động tại thị trường xứ Trung. Dù có rất nhiều thông tin về nhóm nhạc nữ mới, nhưng kết quả cuối cùng thì fan vẫn phải chờ xem YG sẽ mang đến một nhóm nhạc như thế nào. Bạn có suy nghĩ gì về nhóm nhạc em gái Blackpink hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn thông qua phần bình luận trong video này cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIT 24 giờ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin nóng hổi có trong ngày đến từ chúng mình nhé.